Đã bao giờ các bạn tự hỏi là điệu Fox là cái điệu gì chưa? Xin chào, trong video này mình chia sẻ là tại sao chúng ta không nên học quá nhiều điệu trong guitar, trong đệm hát nói riêng. Các bạn sẽ thấy có những bài tập theo kiểu là điệu blues hoặc là điệu slow hoặc là slow rock hoặc bossa nova rồi tango rồi các thứ. Cái mục đích phân chia đấy nó không có gì là sai cả. Nó sẽ giúp cho anh em là hình dung ra những cái dòng nhạc khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng lên cái cách mà chúng ta chơi đàn như thế nào. Tuy nhiên không nên bám vào những cái đấy, bởi vì là nó sẽ có một cái tác dụng khá là xấu, đó là nó làm hạn chế cái tính sáng tạo trong cái cách chơi đàn. Một bài hát có thể chơi theo nhiều kiểu khác nhau, chứ không phải là cái bài này sau đó là thấy một ai đó ghi ở trên mạng là bài này chơi theo điệu slow nhá các bạn nhá, hoặc là bài này chơi theo điệu blues nhá các bạn nhá, là trong đầu chúng ta sẽ bị định hình là à bài này là phải chơi ở điệu slow như thế. Không phải. Mình lấy một ví dụ, một bài của nhạc sĩ Trần Tiến đi. Biển chiều đầy sông vô, chúng ta hát ca vui như trẻ thơ. Cái cách mà anh em trên YouTube chia sẻ đây là kiểu blues. Trời đất, blues nó là một dòng nhạc, chứ không phải là quy về cái tay đấy là tay của blues. Thế nếu mà bài đấy chơi thế này thì sao? Biển chiều đầy sông vô, chúng ta tay nó bận rộn hơn rất nhiều. À, cái bài này chơi ở ballad. Trời đất ơi, một bài hát nó chơi được nhiều kiểu. Bây giờ có một thằng khác, nó muốn cho về cái kiểu slow rock. Biển chiều đầy sông vô, chúng ta hát ca vui như trẻ thơ. Không nói đến việc là hay hay là không hay, bởi vì là vấn đề đấy là của người nghe. Nhưng mà nó hoàn toàn làm được. Giống như là một bài ở 6-8 slow rock, hoàn toàn có thể đưa nó về kiểu bossa nova nhịp 4-4 được. Đồng xanh là trốn đây, da đi da da. Đồng xanh là trốn đây, đi da đi da. Ý thứ hai mình muốn nói ở đây, đó là nhiều điệu quá sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bị loạn. Tức là sao? Một người mới học nhạc ấy, ngoài những cái kiến thức cơ bản như là nốt nhạc hoặc là thăng âm, thì sau đó là phải học đến cái nhịp, phân biệt các loại nhịp, và từ đó là ra được cái hình tay của chúng ta như thế nào. Không phải là blues là cái tay của chúng ta bùm xì chát xì bùm xì chát. Thế thì cùng cái kiểu đấy mình chơi này, thì lại bảo nó là Fox à? Thế thì ông khác ông bảo là không, Fox là phải giật. Thế thì đến thằng khác nó bảo là mày chơi giật như thế này thì nó là reggae. Thằng khác nhìn thấy bảo mày chơi reggae sai rồi, reggae là nó phải hất lên. Thằng khác nó bảo mày chơi reggae sai rồi, reggae là phải giật xuống và phải mute. Thế thì có mà cãi nhau đến ngày mai. Quy hết về nó là 1 và 2 và 1 và 2 và. Hoặc là tư duy theo kiểu là bài đấy chơi theo phong cách gì, dòng nhạc gì. Ở trên mạng ấy, hiện tại là đang phân chia cách chơi theo dòng nhạc, và có một số dòng nhạc khá là bí ẩn. Ví dụ là Fox. Fox là gì vậy? Có thể nó là Foxtrot hay là Fox something. Mình cũng thử tìm một số cái giáo trình online guitar của bọn nước ngoài xem nó dạy như thế nào. Mình thử tìm trên Wikipedia, mình tìm trên Google kiểu Fox Rhythm, How to play Fox. Google nó tự động nó dịch ra tiếng Việt và nó chỉ hiện ra là chỉ có mỗi Việt Nam mình dạy điệu Fox. Thế điệu Fox là cái điệu gì vậy? Bí ẩn không? Rất là bí ẩn. Tiếp tục, Boston. Boston là gì vậy? Và đó là ý thứ hai mình muốn nói ở đây, đó là nó sẽ gây cho các bạn bị loạn. Thay vì chúng ta nhớ về cái nhịp của nó, thì bây giờ cái cách chúng ta tư duy nó bị sai. À, bài này phải chơi theo điệu blues, à bài này phải chơi theo điệu slow. Nếu thế thì khắc phục thế nào? Chỉ có đúng một cách duy nhất, đó là xác định cái nhịp. Mình biết là cái cách này nó không phù hợp cho anh em đang học theo kiểu truyền tay. Ví dụ này, các bạn chia sẻ cho nhau là à cái bài này là phải chơi theo kiểu là xuống lên chập lên xuống lên chập lên, tay trái là la thứ, son trưởng, pha trưởng, đô trưởng. Thế gọi là truyền tay. Cái kiểu truyền tay nó rất là hiệu quả, bởi vì là nó dễ vào đầu, nó dễ hiểu. Nhưng một thời gian sau ấy, nên gắn mọi thứ về cái nhịp. Cùng là 4-4 nhưng mà nó sẽ có một số những cái biến thể 1, 2, 3, 4. Hoặc là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đập vào cũng là một kiểu. Nhưng mà có một cách nhóm khác, đó là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ví dụ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Khi đôi môi. Và
cái ông 44 này nó có rất nhiều cái biến thể. Thế các bạn sẽ hỏi là thế làm sao để nghe được là nó ở cái nhịp gì? Việc đầu tiên là phải học cái luật đã. 24 là có 2 phách cho một ô nhịp, 34 là 3 phách cho một ô nhịp và 44 là có 4 phách cho một ô nhịp. Ok, những cái lý thuyết suông đấy ai cũng biết. Cái chúng ta cần học nữa ấy, đó là cái tai. Đó là khi mà các bạn nghe một bài hát, các bạn dậm chân theo nhịp hoặc các bạn có thể vỗ tay theo cái bài hát. Các bạn sẽ hỏi là dậm chân theo nhịp như thế nào? Bài hát nào cũng thế, hãy bám vào cái tiếng trống, tức là drum ấy. Tiếng trống chắc chắn ai cũng nghe được, có thể tiếng guitar hoặc là tiếng bass các thứ hoặc tiếng string khó nghe, nhưng tiếng trống thì phải nghe được, thả lỏng bản thân ra và dậm chân theo nó. Việc nghe tiếng trống, người mình ấy, hòa nhịp vào cái tiếng trống ấy, nó là bản năng. Thế nên là trước khi học những cái cao siêu kiểu hòa âm như thế nào, đô 6, xoẹt 9, dim 5, trừ 3, S11, thăng giáng các thứ ấy, học cái cách nghe rhythm đó, cái đấy quan trọng. Và đó là chia sẻ của mình trong cái video này. Và chốt lại đó là chúng ta không cần phải biết quá nhiều về các loại điệu, hãy để ý xem là cái dòng nhạc đấy người ta chơi guitar như thế nào, và đó là cái cách tiếp cận nó chuẩn hơn. Chốt lại ý thứ hai, học truyền tay lúc nào nó cũng có cái điểm lợi, tuy nhiên cần phải chủ động học cách lắng nghe đã. Đây là Guitar Talk, là nói chuyện về guitar, về âm nhạc. Mình là Haketo, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.